Ừ, cho các em chúng ta sẽ nghiên cứu nội dung lý thuyết của thi chuyên và thi học sinh giỏi hóa lớp 9. Rồi, ngày hôm nay chúng ta nghiên cứu đó là lý thuyết về bảng tuần hoàn. Rồi, chúng ta nghiên cứu về bảng tuần hoàn em nha. Đầu tiên này, các bạn hiểu cho thầy như sau. Khi chúng ta tìm một vị trí nguyên tố nào đó, vị trí này, thì em trả lời thầy các câu hỏi như sau. Vị trí một nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì nó trả lời là ô nào, chu kỳ ô bao nhiêu, chu kỳ nào nhóm ra sao. Thì trong chương trình chúng ta nghiên cứu là chỉ là nhóm A em nha, thì ô bạn nhớ thầy là ô là bằng hạt electron bằng hạt proton và bằng số đơn vị điện tích hạt nhân. Số đơn vị tích hạt nhân được kêu là Z. Dạ, yeah. Và bằng số hiệu bằng giấy luôn. Rồi, ô nguyên tố đấy, chu kỳ tương ứng với số lớp E. Nhóm A thì bằng số E lớp ngoài cùng. Rồi tiếp theo các bạn nhớ thầy đó là nó là cái cách sắp xếp cái số E. Cái số E chúng ta thì chúng ta lưu ý là trong nội dung bảng hệ thống tuần hoàn thì chúng ta nghiên cứu chỉ có là 20 nguyên tố đầu thôi, 20 nguyên tố đầu. Số lớp E sẽ được phân bố vào các lớp. Lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4. Như vậy lớp thì nó tương ứng với cái gì em ơi? Lớp thì bằng gì? Nếu là chu kỳ, nếu chúng ta có một lớp E thì là chu kỳ 1, hai lớp E chu kỳ 2, ba lớp E chu kỳ 3, bốn lớp E chu kỳ 4. Và nó được phân bố như sau: lớp 1 2E, lớp 2 8E, lớp 3 8E, còn lại là lớp 4. Đó là quy tắc 288 còn. Các bạn ý kiến gì vào này không ạ? Dạ không ạ. Rồi chúng ta căn cứ vào số lớp cuối cùng. Thầy chỉ nói 20 nguyên tố đầu tiên thôi em nha, còn đi thi không có khai thác hơn nữa đâu. Thì chúng ta có 3 trường hợp, nếu có 1, 2 hoặc 3 electron trong lớp cuối cùng thì nó là kim loại. Nếu có 4, 5, 6 vậy là trong ngôi cùng thì nó là phi kim. Còn nếu có 8 e lớp ngôi cùng thì nó là khí hiếm. Các bạn ý kiến gì vô này không? Không ý kiến thì chúng ta làm ví dụ này. Vị trí số e, số lớp ngôi cùng. Được vậy em ơi, bây giờ thầy sẽ ví dụ cho bạn hiểu nha. Ví dụ này. Bây giờ người ta cho chúng ta số E bằng 11. Yêu cầu chúng ta là hãy xác định vị trí. Vị trí thì em trả lời cho thầy 3 câu. Ô nào, chu kỳ, ô bao nhiêu, chu kỳ nào, nhóm ra sao. Được chưa? Thế đã, để làm được câu hỏi đó thì bạn hãy phân bổ E theo quy tắc 288 còn. Bạn nào phân bổ giúp thầy nào? 11 sẽ bằng 2 cộng mấy? 283 à 28, 281 ạ. 281. Đây, như vậy lớp 1 có 2E, lớp 2 có bao nhiêu E? 8E. 8.000. Và lớp 3 có 1E, hiểu vấn đề không em ơi? Rồi cái đó em sẽ viết, em vẽ cấu tạo nó lên. Đây là 11 cộng. Chúng ta phân bố vào 3 lớp. Lớp 1 đây. Lớp 2. Mà lớp 3. Cái số 11 này là cái gì? 11 cộng đây là số proton. Được chưa? Nếu mà bỏ đi thì nó ra số hiệu và nó ra ô nguyên tố, hiểu vấn đề không em? Dạ hiểu ạ. Rồi chúng ta kêu tắt là lớp 1 có 2e này.
cái vòng màu xanh này là nhân em nhé. Đáp án là 8E. Căn này là một, được chưa? Như vậy ở đây vị trí thì em trả lời thầy ba câu. Vị trí của một nguyên tố trong mạng hệ thống hoàn trả lời ba câu. Ô bằng E và bằng bao nhiêu? 11. Chu kỳ mấy? Chu kỳ bằng số lớp E, chúng ta có mấy lớp E đây? Ba. Có 3 lớp E. Suy ra nó là chu kỳ mấy? Chu kỳ 3. Chúng ta có mấy E lớp cuối cùng em ơi? Một. Một E lớp cuối cùng. Đây này, đây là lớp 1 này, lớp 2, đây là lớp 3, lớp cuối cùng là lớp này. Nhưng mà ta có một E lớp cuối cùng. Thì đây bạn suy ra cho thầy hai điều. Điều thứ nhất đó là gì? Nếu có một E lớp cuối cùng thì nó thuộc nhóm nào? Nhóm A là bằng số E lớp cuối cùng đúng không? Nó có một E thì lớp cuối cùng sẽ là bao nhiêu? Một E lớp cuối cùng thì nó sẽ là nhóm mấy A? Là một A không? Một A. Rồi tiếp. Một E lớp trong lớp cuối cùng thì nó là gì? Số E lớp cuối cùng. Nếu có một E lớp cuối cùng thì nó là kim loại, bạn hiểu chứ hả? À, hiểu ạ. Ê, ý kiến gì không ý ơi? Thiên ý em cứ kiến nhầm Thiên ý ơi. Dạ không. À, số E bằng 15. Các bạn giúp thầy nào. Rồi trúc đi. 15 thì bằng bao nhiêu ấy trúc? Dạ, tôi thấy là 2 cộng 8 và cộng 5. 2, 8, 5. Ok. Em phải vẽ nó ra để em xác định vị trí. Như vậy đây nó là cộng bao nhiêu? 15 cộng mấy vòng? Mấy vòng mấy ơi? Ờ trúc ơi. Dạ ba vòng thôi. 3 vòng đây. Vòng 1, 2E, vòng 2, 8E, còn lại là vòng 3, 5E. Ok. Vòng 1, 2E này. Vòng 2, 8E. Vòng 3, 5E. Rồi, bây giờ xác định vị trí cho thầy. Mai Phương xác định vị trí cho thầy. Mai Phương ơi, vị trí. Dạ, vị trí O bằng E bằng 15. Có 3 lớp E suy ra chu kỳ 3. Có 5 E lớp ngoài cùng thì suy ra nó là kim loại phi kim. Rồi, thu nhỏ máy à. Ok, đúng rồi. Vậy mà. Như vậy nó có 3 lớp E. Thì suy ra nó là chu kỳ 3. Có 5 E lớp cuối cùng. Thì suy ra nó là gì? Nó thuộc nhóm 5A. 5A và nó là phi kim. Các bạn hiểu vấn đề rồi đúng không? Đi tiếp nha. Chúng ta đến ví dụ 3. Bây giờ chúng ta học cái phần này trên trường nó học ít lắm, cho đó mình phải nói nhiều. Số E bằng 10. Mời Ly giúp thầy. 2 cộng 8 rồi. Các bạn lưu ý với thầy nói một xíu nha. Ở đây mình nói như thế này để đi thi là chỗ này mình không ghi em nha. Em chỉ cần biểu diễn ra người ta hiểu thôi. Còn trong quá trình dạy thì mình ghi rõ để bạn hiểu vấn đề. Em biểu diễn.
Dạ 2 vòng rồi. Hai vòng. Dạ bên trong ghi là 10 cộng số phổ thông là Ok. 10 cộng. dạ vâng. Chúng ta có tất cả là vòng 1 là 2A. Vòng 2 là 8A. Rồi. Vị trí trả lời cho thầy Dạ ô bằng e bằng 10. đi. Rồi, tiếp. Dạ có 2 lớp e suy ra chu kỳ 2. Tiếp tục. Dạ có 8 lớp e ngoài cùng. Có 8A đúng không? Dạ vâng. Suy ra là nhóm 8A là khí trời. Đúng rồi, nhóm 8A. Nhóm 8A gọi là khí hiếm hay là khí trơ cũng được. Dạ. Rồi các bạn đã hiểu được nội dung lý thuyết đầu tiên chưa? Dạ rồi ạ. Có ý kiến gì không các bạn ơi? Không kiến đúng không? Thì bây giờ chúng ta đi đến nội dung tiếp theo nha. Như vậy đó là những điều mà chúng ta biết sơ bộ về cấu tạo của nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn. Và bây giờ thầy sẽ chỉ các bạn chúng ta nghiên cứu bảng hệ thống tuần hoàn 20 nguyên tố đầu tiên. Và đi thi nó chỉ khai thác 20 nguyên tố đầu tiên thôi em nha. 20 nguyên tố đầu tiên thì nó nằm ở 8 nhóm, đó là nhóm 1A cho đến nhóm 8A. Và nằm ở 4 chu kỳ đầu tiên là chu kỳ 1, chu kỳ 2, chu kỳ 3 và chu kỳ 4. Chúng ta có nhóm 1A này. 2A. 3. Và cái hình ảnh mà thầy gửi cho nhóm đó là hình ảnh mà đầu bàn tay đây em. 5A. 6A. Nguyên tắc này mình tìm ra năm 2011 lúc mà đang dạy cho những người khuyết tật bị về mắt, người mù đây em. Nhóm 7A. Và đây là nhóm 8A. Được cho em. Chúng ta có tất cả là 4 chu kỳ, thì đây là chu kỳ 1. Chu kỳ 2. Chu kỳ 3, chu kỳ 4. Rồi cái đọc như sau. Chúng ta có bài thơ liên quan tới chu kỳ 1 đó là Hồi hè. Hồi hè. Ly bé bỏng. Có nhà ở phố nè, nàng mang áo sang phố sửa cho anh không cần. Tại cho em hồi hè ly bé bỏng có nhà ở phố nè, nàng mang áo sang phố sửa cho anh không cần. Được chưa? Đó là cái thứ nhất. Cái nhiều lắm nhưng mà có thể đọc một câu khác nhưng mà nó sẽ khó nhớ hơn, đó là hóng hách lắm bộ bịch có ngày ông phải nghèo. Được chưa em? Là hoàng hôn lặng biển bắc chợt nắng ở phương nam, nắng mai ánh dương phủ song cửa ai không cài. Được chưa? Rồi trong tất cả câu thì câu đầu tiên là câu dễ nhớ nhất. Các bạn ơi, đây là những nguyên tố. Được chưa nào? Và đây như thầy đã nói là chúng ta sẽ nghiên cứu 20 nguyên tố đầu tiên trong mạng hệ thống tuần hoàn. Và đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Cái số mà thầy đang ghi đây là cái số gì? Số thứ tự ở trong bảng hệ thống tuần hoàn. Ủa? Đang học cái này chưa Đăng ơi? Dạ, cái câu thầy nói đi chưa này? Mấy cái này em học rồi. À, ok. Rồi bây giờ bạn nghe. Trong bảng hệ thống tuần hoàn thì đâu là kim loại thì mình giải thích cho bạn rõ luôn. Cái nhóm A này em hiểu như thế này,
Em hãy em để ý này đúng không? Cái số E lớp ngoài cùng là tương ứng với nhóm A đúng không em? Đúng chưa? Số E lớp ngoài cùng tương ứng với nhóm A. Nếu có 1, 2, 3 lớp ngoài cùng là gì? Là kim loại. Thì trong trường hợp này nó cũng vậy thôi. Như vậy những thằng sau là kim loại này. Đây. Ở nhóm 1A chúng ta gọi là kim loại kiềm. Được chưa? Nhóm 1A gọi là kim loại kiềm. Kim loại kiềm hóa trị mã em ơi. Một ạ. Vì sao nó hóa trị 1? Bởi vì nó nhóm 1A đúng không? Hay là nó khác là còn nhóm 2A chúng ta là kiềm thổ. Còn biết tại sao kiềm hóa trị 1, tại sao kiềm thổ hóa trị 2 không? Vì kìm nó có một y lớp ngoài cùng. Đúng rồi. Còn kiềm thổ là có 2 lớp ngoài cùng. Còn hai nó học một cách vui hơn đó là kiềm. Mà chúng ta khi chúng ta đọc thì phát âm ra một âm tiết, còn kiềm thổ thì phát ra hai âm tiết. Như vậy kiềm là hóa trị 1, kiềm thổ là hóa trị 2. Được cho em. Kiềm, kiềm thổ. Rồi tiếp tục. Nhóm 3. Chúng ta thì không có tên. Và chúng ta hay gặp nữa là nhóm 7A. Nhóm 7A chúng ta là halogen. Còn nhóm 8A là nhóm khí hiếm. Được cho em. Như vậy bạn thấy là chiều mà chúng ta đi đi theo hàng ngang là từ trái sang phải thì tính kim loại tăng hay giảm? Em chiều đi từ trái sang phải thì tính kim loại tăng hay giảm? Giảm Giảm, bởi vì lúc đầu có kim loại mà sau cuối cùng chúng ta mất dần kim loại. Kim loại chúng ta chỉ nằm ở đây thôi. Đây là kim loại này. 4, 5, 6, 7 là gì? Phi kim. Và đây là khí hiếm. Giờ thì chúng ta nghe kỹ cho thầy một số trường hợp đặc biệt. Đi thi thì người ta sẽ không bao giờ cho em cái trường hợp đặc biệt này đâu. Phi kim em nha. Phi kim ngoài những kim loại, nhưng phi kim thuộc nhóm 4A cho đến 7A thì nó còn có thêm hydro và có thêm bo nữa. Đây là những phi kim. Được chưa? Có ý kiến gì chỗ này không? Đây là trường hợp ngoại lệ. Hydro tuy có một e lớn cuối cùng nhưng nó không được xét là kim loại, nó là phi kim. Còn bo chúng ta tuy có ba lớp cuối cùng nhưng nó không là gì, nó không phải là kim loại mà nó là phi kim. Thì hai trường hợp đặc biệt nha. Còn trường hợp đặc biệt nữa là heli. Heli tuy có hai lớp cuối cùng nhưng không phải là kim loại mà nó là khí hiếm. Đó, đó, các bạn hiểu vấn đề không ạ? Đó là những trường hợp dạ đặc biệt. hiểu ạ. Đối với phi kim thì có hai trường hợp đặc biệt là hydro và bo, còn đối với khí hiếm thì trường hợp đặc biệt là heli. Còn nếu em thuộc cái này là hiểu rồi đó. Như vậy đây chúng ta hiểu như thế này. Trong một chu kỳ đi từ trái sang phải. Được cho em. Đây là chu kỳ đi từ trái sang phải. Nhóm là đi từ trên xuống. Xuống dưới. Đây là chu gì? Chu kỳ. Đây là gì em ơi? Nhóm. Và các bạn đi thi nó có thể cho bạn cái câu đó là. Em hỏi gì hỏi đi em ơi. Không hỏi đúng không? Ok. Đi thi người ta có thể cho chúng ta là hãy sắp xếp các nguyên tố theo chiều là chu kỳ tăng dần, hoặc sắp xếp các nguyên tố, xin lỗi, sắp xếp các nguyên tố phi kim tăng dần, được chưa? Và sắp xếp các nguyên tố kim loại theo chiều tăng dần. Thì bây giờ thầy sẽ nói rõ cho bạn hiểu như thế này. Ở nhóm là đi từ đây xuống dưới, như vậy đi từ dưới lên trên nó là chu kỳ. Ở chu kỳ đi từ trái sang phải, nếu đi ngược lại là nhóm. Ở trong chu kỳ này thì bạn nhớ cho thầy phần tăng. Tăng đây là phi kim. Trong nhóm thì bạn nhớ thầy có phần tăng. Tăng đây là kim loại. Hết. Cái kiến gì không? Không. Bây giờ thầy sẽ ví dụ cho bạn là ví dụ số 4. Nghe kỹ nha, ví dụ 4. Rồi bây giờ thầy yêu cầu các bạn là sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều kim loại giảm dần. Sắp xếp. Các bạn chép bài kịp không ạ? Kịp ạ.
Rồi. Bây giờ người ta cho chúng ta tất cả là 5 kim loại, đúng không? Bây giờ chúng ta sắp xếp theo chiều kim loại giảm. Như vậy bước đầu tiên em hãy biết tọa độ nó nằm ở đâu. Dựa vào bảng tuần hoàn chúng ta có. Đó là nó có kali natri. Kali natri là thuộc nhóm 1A. Kali natri thuộc nhóm 1A. Magie thuộc nhóm 2A. Nhôm. Nhôm bari đúng không em? Bari thì nó thuộc nhóm khác rồi. Bây giờ mình xin phép đổi. Đó nó thành bari em nha. Bari. Nhôm. Rồi gì nữa? Bari. Rồi, đúng rồi nhôm. Rồi, bây giờ chúng ta sắp xếp như thế nào? Bạn biết cách làm không? Thưa chị. Mình có cần biện luận không hay là sắp thẳng luôn này? Có chứ, có giải thích cho em. Giải thích thì ngắn gọn thôi. Bây giờ thầy sẽ nói cho bạn hiểu. Thầy ghi ít nhưng mà cực kỳ nó là sâu sắc. Đề thi kiểu gì mình cũng nói được hết đó. Mình ghi ít thôi. Rồi chúng ta bạn nhìn thấy này. Những nguyên tố mà thầy đang cho chấm đỏ đó là những nguyên tố thuộc chu kỳ 2, chu kỳ 3 và chu kỳ 4. Chúng ta chỉ cần cái ba chu kỳ ra là đủ. Chu kỳ 2, chu kỳ 3 và chu kỳ 4. Chu kỳ nhóm 1A thì chúng ta có natri thuộc chu kỳ 3. Kali thuộc chu kỳ 4. Beri thuộc chu kỳ 2. Magie thuộc chu kỳ 3. Và nhóm 3 chúng ta là nhôm thuộc chu kỳ 3. Như vậy bạn lập bạn bạn có biết lý luận không? Chúng ta nhìn nha. Yêu cầu chúng ta là tính kim loại tăng hay giảm? Giảm đúng chưa? Kim loại tăng theo chiều nào em ơi? Phải sang trái. Rồi từ phải sang trái và trên xuống dưới đúng không em? Như vậy chúng ta lập luận như thế này. Đây này, chúng ta hiểu như thế này. Chúng ta hiểu một câu thôi. Trong một chu kỳ đi từ trái sang phải thì tính phi kim tăng. Đúng không em? Còn nếu ngược lại từ phải về trái thì tính kim loại tăng. Như vậy hiểu thế này. Trong một chu kỳ thì thằng nào tăng em? Phi kim tăng hay kim loại tăng? Trả lời cho thầy. Chiều nào đây? Trong một chu kỳ đi từ trái sang phải thì Phi kim tăng. phi kim tăng. Rồi phi kim tăng thì có kim loại tăng không? Không. Thì kim loại như thế nào? Giảm. Giảm. Thì bạn chỉ cần hiểu như thế này, có phi kim tăng mà không có kim loại tăng thì tức là kim loại sẽ là giảm, hiểu không ạ? Còn dưới này, ở đây người ta nhóm là ta nói là tăng kim loại thì có phi kim tăng không? Không. Thì phi kim thế nào? Giảm. Các bạn hiểu được điều đó chưa? Hiểu được điều đó thì mình mới nói tiếp. Các bạn thực hiểu được điều đó chưa để mình nói tiếp. Để hiểu rồi. Dạ rồi ạ. Rồi tiếp tục. Rồi như vậy. Ở đây người ta yêu cầu chúng ta này, chúng ta hiểu đơn giản nha, trong một chu kỳ. Chúng ta ghi này. Trong một chu kỳ. Chu kỳ thì đi từ trái sang phải em nha. Tính kim loại tăng hay giảm? Dạ. Thì nó lại vì sao giảm, chúng ta hiểu này. Lúc đầu là kim loại kiềm có tính kim loại, kim loại kiềm thổ tính kim loại yếu hơn. Nhóm 3 là có nhóm bo có kim loại yếu hơn nữa. Và bắt đầu từ nhóm 4 nó là phi kim không còn tính kim loại nữa. Như vậy, trong một chu kỳ đi từ trái sang phải thì tính kim loại giảm. Kim loại giảm thì điều gì sẽ xảy ra? Tức là kim loại thuộc nhóm 1A như thế nào với 2A và thế nào với 3A? 1A mạnh hơn 2A mạnh hơn 3. Rồi. Cái điều này tương đương với 1A chúng ta có natri và kali. Nhóm 2A chúng ta có bari và magie. Và nhóm 3A chúng ta có Al. Hiểu vấn đề không em ơi? Đã được hiểu là một.
Rồi tương tự nhóm. Mời ngân coi. Nhóm đi từ trên xuống dưới. Thì tính kim loại tăng hay giảm em ơi? Dạ, từ trên xuống dưới là tính kim loại tăng rồi. Kim loại tăng. Bây giờ chúng ta xét nhóm 1A đi. Và nhóm 2A là có hai kim loại đúng không em? Nhóm 1A thì natri như thế nào với kali? Em, Ngân. Dạ thầy. Xét nhóm 1A thì natri như thế nào với kali? Natri hoạt động yếu hơn kali. Nó là kali như thế nào với natri? Kali mạnh hơn đúng không? Kali hoạt động mạnh hơn natri. Rồi, bari với magie. Kali với magie thầy. Bari với magie nhóm 2A em. Beri magie là magie hoạt động mạnh hơn beri. Đây là 2, đây là 3. Như vậy từ 1, 2, 3 bạn sắp xếp theo chiều kim loại giảm được chưa? Kim loại giảm dần, lớn nhất là thằng nào? K lớn hơn natri, magie lớn hơn bari và lớn hơn nhôm. Hết. Các bạn ý kiến gì này không? Không ạ. Rồi các bạn hiểu không mấy đứa? Trúc hiểu không Trúc ơi? Dạ em hiểu thôi. Ok, các bạn có thêm bài tập không để thầy thêm? Cho một tình huống khác em nha. Rồi chúng ta xét ví dụ 5. Trong ví dụ 5 này thì chúng ta đề cập là sắp xếp tính phi kim tăng dần. Cái đó mình sẽ lấy các nguyên tố như sau. Đó là phosphor, clo, lưu huỳnh và clo. Đó. Để các bạn hình dung được thì xin phép và cốt các bạn hệ thống tuần hoàn xuống đây. Để chúng ta nhìn được vấn đề cho nó rõ. Rồi bạn cho thầy biết. Rồi bạn nào có ý tưởng làm bài này thì mời Mai Phương đi. Mai Phương giúp thầy câu này được không Mai Phương ơi? Mai Phương ơi. Em giúp thầy câu này được không? Em nghĩ chắc được. Rồi ok, người ta cho những nguyên tố nào em? Người ta cho B, C, L, S, V, Rồi những là nguyên tố chấm màu tím. Em hãy cho thầy biết là phi kim tăng theo chiều nào. kim tăng theo chiều từ Trái qua phải hay là phải qua trái? trái Rồi trên xuống dưới hay dưới lên trên? từ dưới lên trên. Rồi ok. Rồi cảm ơn em tắt mic đây. Như vậy ở đây mình lập luận như thế nào em ơi? Cái chiều mình ghi là chiều tăng em nha, là phi kim tăng. Đó, các bạn phải nháp ngồi dây như thế bạn mới làm được. Và bây giờ chúng ta sẽ kẻ thành một cái bảng như sau. Tất cả bốn nguyên tố đề bài cho thì đều nằm ở ba nhóm. Đó là 5, 6 và 7. Nằm ở hai chu kỳ là chu kỳ 2 và chu kỳ 3. Hiểu vấn đề không? Như vậy đây nó nằm ở nhóm 5, 6, 7. 5, 6, 7. Nằm ở hai chu kỳ là chu kỳ 2 và chu kỳ 3.
Rồi. Nhóm 5 của chúng ta là có P. Nhóm 6 có S. Nhóm 7 có CL và F. Như vậy bạn nhìn vào đây bạn sẽ thấy không? Trong một chu kỳ đi từ trái sang phải thì tính phi kim tăng hay giảm? Em ơi, tăng hay giảm đây? Tăng. Còn trong một nhóm đi từ trên xuống dưới tính phi kim tăng hay giảm? Giảm. Bạn hiểu câu thầy muốn nói không? Đây này. Mình gãy như thế này là bạn tự hiểu à? Đó, phi kim tăng hay chiều này. Như vậy trong một chu kỳ đi từ trái sang phải phi kim tăng. Còn nhóm đi trên xuống dưới thì phi kim giảm, thế thôi. Được chưa? Mình vẽ đường tăng thì đường ngược lại nó sẽ giảm. Rồi, mời ý giúp cho thầy bước tiếp theo. Trong chu kỳ là đi từ trái sang phải. Phi kim tăng hay giảm ấy ơi? Dạ, tính phi kim tăng. Tính phi kim tăng. Tăng thì sắp xếp như thế nào đây? Chúng ta đang xét chu kỳ máy. Xét chu kỳ 3. Rồi. Như vậy P, S và CL tăng đúng không? Thì thằng nào lớn hơn thằng nào? Dạ, thằng B nhỏ hơn thằng S, nhỏ hơn thằng C là. Rồi, ok, hết. Em xét nhóm. Nhóm thì đi từ trên xuống dưới. Tính phi kim như thế nào ấy? Giờ tính phi kim giảm. Phi kim giảm. Em đang xét nhóm nào đây? S với C là. F và CL, thằng nào hơn thằng nào? F như thế nào với CL? F lớn F lớn hơn CL, hay hát. Đó, ok. Đây là 2. Đi cầu tăng hay giảm? Tăng. Như vậy em xét theo chiều tăng dần được không? là. Dạ đồ. Xếp như thế nào đây? SB. Đâu, đó là giảm rồi em. Tăng sẽ là P. Bé hơn S đúng không? Bé hơn CL và bé hơn F chứ đúng không em? Rồi. À, như vậy các bạn đã hiểu được cái những gì thầy muốn nói nãy chưa chưa? Dạ rồi ạ. Dạ, dạ hiểu không Đăng ơi? Ok, bây giờ chúng ta đến nội dung cuối cùng em nha. À, sau nội dung này thì chúng ta làm bài tập luôn. Rồi. Thì bạn để ý cho thầy này. Ở trong bảng hệ thống tuần hoàn chúng ta có kim loại, có phi kim và có khí hiếm, được chưa? Khí hiếm là khi tham gia vận học thì hầu như nó không tham gia, nó gọi là khí trơ. Do đó tham gia ở đây chỉ có nhóm kim loại và nhóm phi kim thôi. Tức là chỉ nhóm từ 1A cho đến 7A thế thôi. Và chúng ta có quy tắc đó là chúng ta có quy tắc này. Chúng ta nói về hóa trị. Hóa trị của nguyên tố R. Hóa trị của nguyên tố R này nó được gồm những cái thằng nào thì giải thích cho rõ không? Hóa trị thì nó có hai hóa trị em nha, hóa trị cao nhất và hóa trị thấp nhất. Thì ta có thế này. Hóa trị cao nhất của R với oxy hoặc OH em nha là bằng số thứ tự nhóm A. Và đây thầy cho nó là bằng A đi. Và A này chúng ta sẽ nhận giá trị từ 1 cho đến 7. Bây giờ tất cả các kim loại chúng ta, em hiểu này, tất cả các nguyên tố chúng ta đều có hóa trị với oxy và OH, thấy chưa? Tiếp. Còn hóa trị thấp nhất
của R với hydro. Lưu ý vô này một điều nữa là có kim loại, và thông thường em nha, thông thường là đi thi bạn đánh rơi hai trường hợp này, và bạn biết là đề thi thì nó chưa khai thác hai này. Phần thường đó là phần khai thác với hydro và oxy đồ chủ yếu. À, Đăng ơi, cái đề thi vừa rồi của em phải đánh vào trường hợp cái hóa trị này không? Nó đánh vào cái trường hợp chưa kỳ tăng với nhóm này mà em chơi ngu quá thường, nên là em không xét cái đó, em xét với kiểu xét với nước xem là nào phản ứng ở điều kiện thường ấy. Nếu mà em trình bày như thầy là trúng hết rồi gì nữa? Lên đây em làm được cái đó không Linh? Em cũng quên lặn. Nhưng mà thầy giảng đấy các bạn hiểu không? Dạ hiểu ạ. Ok. Nhớ thầy là hóa trị thấp nhất QR với oxy, với hóa trị thấp nhất QR với hydro và kim loại là bằng 8 trừ đi A. Được chưa? A là số tương tự nhóm đây. Và lưu ý ở đây á thì không phải nó nhận hết đâu. Bây giờ tôi hỏi bạn, kim loại với kim loại có thể hình thành hợp chất được hay không? Kim loại với kim loại có thể hình hợp chất được hay không ạ? Chắc chắn là không rồi đúng không? Như vậy nó chỉ hợp thành hợp chất với phi kim. Như vậy chúng ta chỉ khảo sát đó là 4, 5, 6, 7. Như vậy A bây giờ sẽ nhận giá trị là 4, 5, 6, 7. Các bạn ý kiến gì không ạ? Không chứ không ạ. Rồi ok, bây giờ thầy sẽ làm cho bạn rõ. Bây giờ mỗi em hiểu như thế này. Bây giờ để bạn hiểu rõ vấn đề thì mình sẽ xét các nguyên tố thuộc chu kỳ 3 nha. Rồi thằng nào có đầy đủ thì mình ghi đầy đủ, còn không thì mình bỏ qua. Bây giờ thầy sẽ liệt kê lại tất cả nguyên tố thuộc chu kỳ 3, đó là ma, natri cho đến clo. Các bạn nghe kỹ nha. Bây giờ nếu nó là nguyên tố chúng ta là natri thì hóa trị cao nhất, ghi tắt nha, của Na với O hoặc là OH thì bằng bao nhiêu? Natri thuộc nhóm 1A thì nó bằng 1 đúng không em? Cái kiến gì không ạ? Không. Như vậy chúng ta có công thức là natri hóa trị 1, oxy hóa trị 2, Na2O. Natri hóa trị 1, OH hóa trị 1, NaOH. Bây giờ tôi hỏi bạn là nó có hóa trị thấp nhất với hydro hay không? Có không em ơi? Dạ không ạ. Không có thì có công thức không? Không có đúng không? Các bạn hiểu không ạ? Tương tự chúng ta xét nhóm 2A, đó là nàng mang áo si hàng phố, nàng mang áo sang phố sửa cho anh không cần. Đây, như vậy hóa trị cao nhất của nó với thằng kia bằng bao nhiêu? Hai Thời ghi ngắn gọn em nha. Cao không? Thời ghi từ từ đi, vội quá không được. Hóa trị cao nhất của MG với O hoặc OH thì bằng 2. Như vậy công thức bây giờ sẽ là MG với oxy, MG với OH. Còn hóa trị thấp nhất có không? không không Tương tự vậy đối với nhôm em nha. Nhưng mà bạn lưu ý là cái chỗ khó nhất là nằm ở đâu? Nằm ở cái phi kim á nha. Phi kim chúng ta từ silic cho đến clo hầu như chúng ta sẽ khó hết. Rồi đối với C nha, C và silic thì thông thường chúng ta sẽ gặp C nhiều hơn. Mình sẽ lấy C đi. Carbon. Hóa trị cao nhất của C với O hoặc là OH thì bằng bao nhiêu?
Carbon thuộc nhóm 4A thì nó bằng 4, em hiểu không ạ? Các bạn hiểu không? Dạ hiểu ạ. Ở trên này các bạn lật lại chỗ này cho thầy này. Chỗ này các bạn ghi cho thầy một cái công thức cần nhớ nữa. Ô, chúng ta sẽ lấy cái khối lượng mol chia cho 2. Và đây là cái thành công của chúng ta để chúng ta nhớ được cái vị trí nó này. Nghe. Ví dụ mình lấy cho bạn là hydro khỏi nói nha. Cái heli khỏi nói. Lithium khối lượng mol là 7, 7 chia 2 là bằng 3,5 lấy 3. Beri là 9, 9 chia 2 là 4,5 lấy 4. Bo là 11 chia 2, 5,5 lấy 5. Cặp bình là 12 chia cho 2 là 6. Nitơ 14 chia 2 là 7. Oxy 16 chia 2 là 8. Flo 19 chia 2 là 9,5 lấy 9. Neon là 20 chia 2 bằng 10. Natri 23 chia 2 bằng 11,5 lấy 11. Magie 24 chia 2 là bằng 12. Nhôm là 27 chia 2 bằng 13,5 lấy 13. Silic 28 chia 2 lấy bằng 14. Phosphor 31 chia 2 bằng 15,5 lấy 15. Lưu huỳnh 32 chia 2 16. Clo 35,5 chia 2 17,75 lấy 17. À, trong trường hợp đặc biệt kali 39 chia 2 là bằng 19,5 lấy 19. Canxi 40 chia 2 bằng 20. Các bạn, như vậy nó thỏa mãn tất cả các công thức bí thức này đúng không em? Các bạn hiểu chưa? Các bạn hiểu chưa? Dạ hiểu. Rồi. Tiếp tục. Tiếp tục nha. Như vậy ở đây mình sẽ khó lắm nha, cái chỗ này mình sẽ tách từ từ. Hóa trị thấp nhất luôn. Hóa trị thấp nhất của AC với hydro là bằng 8 trừ đi 4 đúng không em? Là bằng 4. Đúng chưa? Bây giờ công thức nào? Rồi mời Trọng đi. Bây giờ giữa carbon với oxy thì nó thành thành công thức gì em ơi? C cộng CO2. CO2 rồi, đúng rồi. Rồi C với H em ơi. C hóa trị 4, H hóa trị mấy? Hóa trị 1. Rồi thì là CH mấy? CH4. CH4 rồi, ok. Các bạn nghe nói lại này. Carbon chúng ta là hóa trị 4. Oxy hóa trị 2. 4, 2 là 2, 4, đúng không? 1, 2. Thấy chưa? Trong hợp chất của carbon với hydro thì carbon hóa trị 4. Hydro hóa trị 1. Đó là CH4. Cái này bạn ý kiến gì không? Dạ không ạ. Nhưng mà cái này mới khó nè em. Carbon với OH thì sao? Carbon hóa trị 4 đúng không em? Carbon với OH thì carbon hóa trị 4 đúng chưa? À, còn OH hóa trị mấy em ơi? Hóa trị 1 thì nó là H, nó là COH tất cả 4 đúng không em? Các bạn ý kiến gì không để giải tiếp? Cái này nó ứng dụng được cái gì vậy? Cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Tới đây hiểu chưa để giải tiếp? Rồi. Nhưng mà bạn hiểu như thế nào quên rồi. Cái thằng COH4 này mà bạn biết rồi, nó là một phi kim. Một phi kim thì có thể hiện tính bao giờ hay không? Không. Một phi kim thì chỉ hiện thiện tính axit, do đó chúng ta sẽ biến về dạng axit của hắn. Thằng này tương đương với axit mình gặp đó là H2CO3. Thì chúng ta là bắt đi mấy hydro rồi, 2 hydro đúng không em? Thì còn là 2 dihydro. À, chúng ta có một carbon và có một carbon 4 oxy thì O3 thì còn lại một O. Hiểu vấn đề không em? Các bạn hiểu không? Hiểu. Hiểu ạ. Và lưu ý cho mình đó là
Khi lưu ý này, ví dụ người ta kêu là trong hợp chất COH tất cả 4, nghe rõ một lần nữa nha. Trong hợp chất với hydroxit thì carbon chiếm bao nhiêu đó phần trăm? Thì theo bạn á, thì đây người mình tính là COH4 hay là H2C3 ngậm phân tử nước hay là H2C3? À, cái chỗ này là cái chỗ khó đấy. Em nghe kỹ nha, trong hợp chất hydroxit được chưa của carbon thì carbon chiếm bao nhiêu phần trăm thì chúng ta tính như thế nào? Chúng ta lưu ý là cái dạng ngậm nước này chúng ta bỏ qua và chúng ta chỉ ghi cái dạng axit thôi. Và lưu ý nha, như vậy dựa vào đây này thì nó lại này, dựa vào đây chúng ta sẽ tính phần trăm các nguyên tố có trong hợp chất hydroxit, còn nước chúng ta không tính. Hiểu vấn đề không em ơi? Vì nước của chúng ta là một dạng tinh thể ngậm thì khi đun thì nó bay hơi rồi. Chúng ta sẽ tính là phần trăm C, phần trăm H và phần trăm O trong này nữa là xong. Các bạn hiểu không? Hả? Dạ Dạ hiểu hiểu. Tương tự vậy đối với silic em nha. Thì silic thì ở đây, tương tự với silic thì ghi như này. Nó chỉ khác nhau qua chỗ này thôi. Còn đây vẫn là SiO2, SiH4. Thì thằng này là H2SiO3 ngậm nước. Và khi tính cái phần trăm như thầy đã nói thì chúng ta chỉ tính trong H2SiO3 thôi. Đó. Và lưu ý cho thầy H2O3 là chất cái tủ màu trắng em nha. Ừ, rồi. Các bạn ý kiến gì không? Dạ không ạ. Nitơ. Nitơ thì mình làm như thế nào đây? Nitơ thì làm như thế nào đây em ơi? Nitơ. Mời Trúc giúp thầy cái nồi đoạn này em Trúc. Nitơ thuộc nhóm mấy A? Bạn biết nitơ thuộc nhóm mấy A bằng cách nào ta tìm nhanh được em ơi? Làm cách nào? Trúc. Dạ tôi đi tô thuộc nhóm 5A. Cho em biết. Em nhẩm được không? 14 chia 2 bao nhiêu? 14 chia 2 là bao nhiêu? 7 đúng không? 7 là 2 cộng mấy? 7 là 2 2 cộng cộng với 5. 5. 2 cộng 5 thì nó thuộc nhóm 5A, hiểu vấn đề rồi đó. Như vậy ở đây này là 5 đúng không em? Chứ là 8 trừ mấy? 8 trừ Dạ 5 8 bằng trên. bằng 3. Rồi, công thức. Công thức em ơi. N2O5. Nitơ hóa trị 5, oxy hóa trị 2, N2O5. Tiếp tục. Nitơ và hydro. Nitơ hóa trị mấy? Dạ hóa trị 3. Hydro hóa trị. Dạ một công thức của nó sẽ lên N2O3. Tiếp tục. Hydroxit là nitơ hóa trị 5, OH hóa trị 1. NOH tất cả mấy? Dạ 5. Ờ, làm như thế nào đây? NOH tất cả 5 thì nó sẽ là mình học có là gì? Bọn hiểu như thế này, muốn hiểu được thì mình hiểu từ đây. Cái N2O5 đi tác dụng với nước để tạo ra axit tương ứng là gì em ơi? H3. HNO3 thì thằng này mình sẽ tương đương với nó là gì đây? HNO3. Tốt tính cho thầy còn lại bao nhiêu nitơ, bao nhiêu hydro và bao nhiêu oxy. Dạ thứ thay 2H2O. Đúng rồi, 2HiO. Tức là ở đây chúng ta còn lại 4 hydro và 2 oxy. Đúng không? Nitơ thì đủ rồi. À, tức là H4O2 hay nói khác là nó hai phân tử nước. Và khi chúng ta tính toán phần trăm các nguyên tố trong hợp chất hydroxit của nó thì chúng ta sẽ tính H2O3 vì nó là một axit. Nó là phi kim thì hiện axit chứ không thể hiện tính bazơ. Do đó đây em không thể để là NOH tất cả năm tính được. Hãy nhớ điều đó nha. Và cuối cùng đây là cái chốt này. Đó. Đang chắc không biết cái điều này đúng không Đăng?
Vâng. Bởi vì trong quá trình mà mình giải đề em thì mình tự đúc ra lý thuyết thôi chứ không ai tài giỏi đâu ha. Rồi mời bạn gì em hỏi gì? Dạ, thầy nói là đoạn tính hóa trị cao nhất của nitơ được không thầy? Tính hóa trị cao nhất của nitơ hả? Hóa trị cao nhất thì nó sẽ bằng nhóm em. Đây. Hóa trị cao nhất của nguyên tố R với oxy hoặc OH bằng số thừa tự nhóm A. Nitơ thuộc nhóm A thì nó sẽ là bằng 5. Còn với hydro lại tái 8 trở đi. Nhóm, được chưa? Được rồi. Được em. Dạ được thầy. Ok. Mời mời Trung. Trung giúp cho thầy tình huống lưu huỳnh đi. Dạ, lưu huỳnh có hóa trị cao nhất là 6 ạ. Bây giờ em lập luận sao nó ra nhóm 6A rồi. Nhắm này. Nhắm được không? Dạ là lấy 32 à, lấy 32 lấy 32 mình chia 2 là được 16. 16 sẽ 16 bằng là 2 cộng 88. 288 á. 2 cộng 8 bằng 6. Như vậy nó có mấy lớp ngồi cùng? 6E. Thì nó là nhóm mấy A? 6A. Các bạn thì hiểu cách suy luận nhanh chưa? Như vậy đây là lưu huỳnh, đây là lưu huỳnh. Rồi, đây bao nhiêu? Dạ trên 6 dưới 2. Trên 6 dưới 2 rồi, ok. Ở đây quên quên nãy mình chưa xét cái trường hợp kim tám loại. Từ từ, từ từ từ. Từ em. tám trừ sáu thôi. Bình tĩnh, ok. Bạn nghe kỹ. Hồi nãy chúng ta quan sát trường hợp kim loại đúng không em? Rồi bây giờ kim loại. Bây giờ trường hợp này mình lấy thêm trường hợp kim loại nữa đi. Nitơ với ví dụ như nitơ với kẽm đây, kẽm hóa trị mấy em ơi? Kẽm hóa trị 2 đúng không? Nitơ hóa trị mấy? Nitơ hóa trị mấy với kim loại đây? 3 đúng không em? 2 3 là 32, các bạn ý kiến gì không? Ở trên này chúng ta bổ sung cho thầy luôn đi, lấy thêm kim loại nữa quên mất. Ví dụ như là Al C Al hóa trị mấy? Ba C hóa trị mấy? bốn Thì nó sẽ là Al. bốn xe bạ Rồi ok. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta đến công thức. Công thức em ơi. Mời Mai Phương giúp thầy công thức. SVO và SVH. Rồi ví dụ như là natri với lưu huỳnh chẳng hạn. Rồi Fe với lưu huỳnh chẳng hạn. Được chưa? Rồi, thử coi Mai Phương. Phương ơi. dạ Rồi, bây giờ em lập công thức giữa lưu huỳnh với oxy coi. thưa mình lên là SO3 Tiếp tục. Tiếp theo. NH2S Rồi, sắt. Sắt đây thầy lấy hóa trị 3 đi. Fe2S3 được không? Rồi các bạn hiểu chưa hả? Rồi tắt mic đem. Rồi mời bạn Nghĩa với OH em. dạ em OH6 Công thức là gì? Axit mình SO3 tác dụng với nước để tạo thành axit tương ứng là H2O4 rồi 24 còn lại là bao nhiêu hydro, bao nhiêu oxy? hai nước Hai nước rồi, ok. Như vậy nó mình khi mình đi tính toán thì mình sẽ dùng H2O4. Cái gì em ơi? Rồi
Các bạn có ý kiến gì về những gì mà thầy đang giảng trong lý thuyết này hay không? Còn thầy nói luôn một xíu nữa. Đối với cơ flow và clo thì hầu như là chúng ta không nghiên cứu nhiều. Cho đó đây thầy tạm thời bỏ qua. Thế thôi. Rồi. Các bạn ý kiến gì không ạ? Dạ không. Ở đó là tất cả những gì mình cung cấp cho bạn. Có lý thuyết trọng tâm của bảng tuần hoàn mà chúng ta nghiên cứu ở chương trình hóa lớp 9 liên quan tới học sinh giỏi và thi chuyên. Và bây giờ chúng ta sẽ vận dụng tất cả những lý thuyết đó để chúng ta làm một số câu bài tập. Thầy ơi, cái bàn tay mà thầy gửi là nó dùng sao đó Ok, bạn không hiểu bàn tay thầy? hả? Đây em ơi, tôi chỉ cho bạn cái bàn tay. Đây là cách ghi nhớ đôi bàn tay chúng ta trong các nguyên tố có số hiệu, cơ nguyên tố chạy từ 1 cho đến 20. Ở bàn tay chúng ta có bao nhiêu ngón em ơi? 10 ngón đúng không? Ở trong đó hai ngón cái của chúng ta là không sử dụng, hai ngón cái chúng ta dùng để đếm. Được chưa? Hiểu chưa nào? Cái hiểu được chỗ này không ạ? Hai ngón cái dùng để đếm, hiểu chưa? Đó là cái điều thứ nhất. Tiếp theo, nếu nằm ở ngón thứ nhất là nhóm 1A, ngón số 2 là nhóm 2A, ngón số 3 là nhóm 3A, ngón đây là nhóm 4A, 5A, 6A, 7A và 8A. Các bạn ý kiến gì không? Nếu nằm ở khác số 1 là chu kỳ 1. Rồi các bạn thử nó lại này. Cái bàn tay chúng ta thì nó có khắc tay và ngón tay. Hai ngón tay cái chúng ta làm nhiệm vụ đó là gì? Dùng để bấm. Còn ngón tay của chúng ta sẽ được gắn như sau. Nếu nằm ở khắc số 1 thì nó chu kỳ 1, khắc số 2 là chu kỳ 2. Khắc số 3 chu kỳ 3, hết rồi chúng ta lấy cái gu này làm chu kỳ 4. Như vậy đây chúng ta sẽ thấy là những nguyên tố có ô bằng 1 và 2 thì nằm ở chu kỳ 1. Và nó khớp với bảng tuần hoàn đây này. Em chào thầy. Và bạn nghe thầy nói lại. Mình nhìn thấy này, có hai nguyên tố là nhóm 1A có hai nguyên tố là 1 và 2. Đúng không em? Đúng không? 1 thì nằm ở nhóm 1A và 2 thì nằm ở nhóm mấy A? 8A. Thì dưới này vậy thôi. Đây, nếu nằm ở ngón thứ nhất thì nó là nhóm mấy A? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A và đây là 8A. Được chưa em? Cái kiến gì không em ơi? À, không ạ. Rồi nếu nằm ở khắc thứ nhất thì nó là chu kỳ mấy? Chu kỳ 1. Khắc số 2 là chu kỳ mấy em ơi? Chu kỳ 2. Khắc số 3 là chu kỳ mấy? Chu kỳ 3, đúng không ạ? Hết rồi thì chúng ta lấy cái gu. Thế này là chu kỳ 4, bạn hiểu vấn đề chưa? Ừ. Dạ rồi. Dạ rồi. Chúng ta có thể ghi nguyên tố trong này cũng được. Được chưa? Hồi hè. Lì bé bỏng có nhà ở phố này. Nàng mang áo sang phố sửa cho anh, không cần. Như vậy đi thi người ta không cho chúng ta mang bản hệ thống toán vô thì chúng ta vẫn xài được chứ em, được không em ơi? Các bạn hiểu vấn đề thầy đang nói không ạ? Hiểu ạ. Hiểu ạ. Rồi chúng ta dùng cho thầy quy tắc là 4 à, 3 4 1. Đây là kim loại, đó đây là gì? Phi kim và đây là gì? Khí hiếm, các bạn hiểu vấn đề chưa? Kim loại, đây là phi kim và đây là khí hiếm. Có muốn hỏi gì nữa không? Không. Rồi, hiểu chưa nào? Rồi xong hết.